sữa chua con trai, hương kem dâu cho tiêu hóa tốt. Tha hồ lắc, quẩy vui. Đẹp thiệt đó. Cuối cùng cũng xong. Trời. Yeah. Wow. Không ngờ từ bãi rác này mà cũng làm được chiếc máy phát nhạc xịn vậy hả? Tám tuốt giỏi thiệt đó. Tất nhiên rồi, em gái mình rất chăm chỉ đọc sách khoa học mỗi ngày nên giỏi phát minh lắm. Bạn tới làng Cool sống đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách, cùng nhau vận động và cùng nhau học tốt mỗi ngày. Làng Cool của bạn đúng là vui vẻ và khỏe mạnh thiệt đó. Tôi sẽ suy nghĩ. Wow. Những chiếc Mac Pro này làm từ vỏ chai sữa Cool hả? Thật là sáng tạo. Cái này mà kết hợp với giọng hát của tôi thì đúng là một đêm nhạc lừng danh khắp vũ trụ. Chúng ta cùng uống sữa Cool thôi. Cuộc chiến vận động chỉ mới bắt đầu nên sức khỏe rất là quan trọng. Vậy thì đi tiếp được thôi. Bạn sẽ làm DJ được không? Tôi không chỉ là chú mèo ba hoa mà còn rất được việc. Cái gì tôi cũng làm được hết á. Lần này bò mu sẽ thực hiện nhiệm vụ canh gác. Có gì bất thường thì báo ngay cho mọi người biết. Đây là của bò mu. Bò mu nhớ không được lơ là nếu thấy bướm bướm đó. Còn anh và tám tuốt sẽ điều khiển buổi nhạc hội để đánh thức mọi người. Khoan đã. Hả? Kính cách âm xuyên thấu em sáng chế nè, đảm bảo hội ác nhân sẽ không nghe thấy. Hả? Bé này thông minh thiệt nha. Mình cũng phải đọc nhiều sách để thông minh như tám tuốt mới được. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Lên nhạc. Mọi người hãy cùng nhảy điệu Cool truyền thống. Vận động sẽ giúp mọi người khỏe mạnh, đầu óc linh hoạt và quay lại trạng thái bình thường đó. Cùng Cool vận động mỗi ngày. Cùng Cool vận động mỗi ngày. Đi nhanh lên. Chắc là đám thằng nhóc chớp chớp lại mò tới rồi. Tới nơi không còn người nào ở đó thì ta bắt các người vô thế chỗ đó. Làm gì mà tiến sĩ đơ căng vậy? Tụi nhảy trên đó thì làm được gì đâu mà lo. Sao tụi nó có thể? Chúng ta đã quá coi thường đám nhóc này rồi. Dừng lại. Hả? Đâu, bắt hết lũ nhảy trên này lại cho ta. Khoan đã, chúng ta cứ tiếp tục đi. Đừng sợ, phe ác nhân cứ để tôi lo liệu. Đây chính là con mèo kêu tiếng bò sao? Ngươi, ngươi định làm gì? Ta bị dị ứng lông mèo đó nha. Hãy chết tôi. Làm hết hồn. Con mèo này đang dùng chiêu dễ thương kế để khiến mọi người lơ là đó. Đừng mắc bẫy của nó. Tỉnh táo lên. Ngươi làm gì đi? Đứng im như tượng vậy hả? Ông cũng biết người ta là trưởng câu lạc bộ miệng mèo mà. Trời ơi, dễ thương quá trời đi. Có vẻ như mọi người đã tỉnh táo hẳn rồi. Phải rời khỏi đây trước khi chiếc máy phát tán năng lượng lười biếng của tiến sĩ Đô lại làm cho mọi người rơi vào trạng thái mụ mị. Đi. Rời khỏi đây.
Các người tưởng có thể mở được cánh cổng của ta sao? Còn biết. Ông có thể giam giữ chúng tôi bằng cánh cổng này, nhưng sự đoàn kết của dân làng Kun có thể phá tan được mọi thứ. Tức cái mình, rốt cuộc vận động có gì vui? Ai cũng thích vận động như vậy. Đúng rồi đó, vừa mệt vừa tốn năng lượng mà lâu lâu còn cãi nhau hoặc bị thương nữa. Đúng vậy, sống chi mà khổ quá trời, ở yên một chỗ lười biếng chẳng phải sướng hơn hay sao? Không đúng, vận động vừa khỏe mạnh vừa vui vẻ, giúp cho trẻ em chúng tôi thông minh và sáng tạo hơn. Chỉ có những người lười biếng như các ông mới không biết điều đó thôi. Vận động còn giúp cho mọi người gắn kết hơn nữa. Ê, nếu các người đã nói như vậy thì chúng ta thi đấu đi, để coi ai khỏe hơn, thông minh hơn. Chớp chớp, mình tin bạn. Thi đi chớp chớp, đúng rồi đó. Thi đi chớp chớp, thi đi chớp chớp, đúng rồi. Chúng tôi đồng ý thi đấu, nhưng với một điều kiện: nếu chúng tôi thắng thì các ông phải mở cánh cổng cho chúng tôi về nhà. Thắng sao? Lũ trẻ các ngươi không những to gan mà còn hài hước nữa đó. Ta đồng ý gì làm gì có chuyện ta thua. Được, vậy chúng ta hãy thi ba trò chơi để xem ai mới là người nói đúng đi. Uống sữa chua Kun Chai, hương kem dâu cho tiêu hóa tốt, thao hồi lắc, quẩy vui.